Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ngày 23 tây tháng 8 năm 2020 và ở Việt Nam bây giờ đang ngày thứ hai ngày 24 tây tháng 8 năm 2020 thì trong video này tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ với các bạn một số những cái khái niệm thì các bạn cũng đã biết là gần đây chúng ta nhận được rất nhiều những thông tin là nhiều nhà đầu tư truyền thống đã công khai tham gia vào thị trường crypto này chúng ta nói tới là gần đây nhất là Paul Tudor Jones à, trước đó nữa là các bạn thấy là có Robert Kiyosaki tác giả của quyển sách gia giàu cha nghèo thì chúng ta hôm nay sẽ nói về Paul Tudor Jones Tại vì các bạn đã biết đây là một thông tin không phải là mới Đây là một cái thông tin mà đã rất nổi bật Cách đây khoảng chừng là hai tháng chúng ta đã nói rất nhiều về Paul Tudor Jones Thì trước hết Paul Tudor Jones là ai mà tại chúng ta cần phải quan tâm đến Tại vì Paul Tudor Jones là một trong những nhà quản lý quỹ đầu cơ nổi tiếng nhất của phố Wall Và là một tỷ phú hiện tại Cho nên những lời nói của Paul Tudor Jones được rất nhiều người trong thế giới à, tài chính truyền thống rất là quan tâm đến năm 1980 thì Paul Tudor Jones đã thành lập một quỹ đầu cơ của mình đó chính là Tudor Investment Corporation và là một công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Stamford, Connecticut. Thì các bạn thấy được là trong những cái cuộc phỏng vấn trong thời gian 2 tháng qua trên những đài như là CNBC Thì Paul Tudor Jones đã nói hai điều điều đầu tiên là ông ta rất là tin tưởng vào BTC Và tại vì sao? Tại vì ông ta thấy được đây là một cái loại tài sản giống như là vàng Có khả năng để mà chống lại cái phần trăm lạm phát Và nói tới những cái công cụ đầu cơ thì ông ta cho là BTC là một con ngựa chạy nhanh nhất so với những cái công cụ đầu cơ khác đây là điều đầu tiên mà ông ta nói tới và điều thứ nhì là ông ta coi BTC là một cái cơ hội đầu cơ hiếm có à, trong cái lịch sử của chúng ta hiện tại cho nên vì lý do đó Paul Tudor Jones sẽ nói là ông ta đã di chuyển khoảng chừng là 2% cái số tiền của quỹ đầu cơ của mình vào trong BTC đương nhiên đây là cái thông tin đã cách đây khoảng chừng là hai tháng bây giờ ông ta có thể là có phần trăm cao hơn thấp hơn chúng ta không biết thì nhiều người thường hay nói là chúng ta không thể biết được là những người này À, họ nói như vậy cũng phải là họ đã chuẩn bị xả hàng hay là không thì đương nhiên không ai có thể biết chắc chắn được nhưng một điều mình thường có thể nghĩ đến được là đương nhiên khi mà Paul Tudor Jones khi mà Robert Kiyosaki khi mà Mike Numerath, những người này công khai nói là đầu tư vào thị trường crypto thì đương nhiên bản thân họ đã lưu trữ rất nhiều crypto BTC Ethereum chẳng hạn họ đã lưu trữ rất là nhiều cho nên họ mới công khai nói là họ đã đầu tư vào thị trường này đương nhiên tại vì lời nói của người ta rất là có tác dụng đối với thị trường phố Wall cho nên nếu như mà nói sớm quá mà chưa mua thì có thể dẫn đến việc là giá cả tăng lên họ phải mua với cái giá cao hơn vì lý do đó không có lý do gì mà Paul Tudor Jones uh, mới mua rồi sau đó lại, lại lên thông báo với mọi người mà có thể là Paul Tudor Jones sẽ mua rất là lâu có thể làm ta đã mua và mùa đông crypto mới đây có nghĩa là năm 2018 đầu năm 2019 nhưng mà cái điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn hơn à, trong cái video này đó chính là cái khái niệm nếu như mà bitcoin là vàng thì như thế nào nếu như mà vốn hóa của btc được một phần như là vàng thì lúc đó giá của Bitcoin sẽ là bao nhiêu? Tại vì các bạn thấy được là nhiều trưởng đoán giá cho là BTC có thể lên tới 50.000 đô, 100.000 đô, thậm chí là 300.000 đô cho một đồng BTC trong thời gian chỉ có vài năm thì nhiều người có thể là nhìn vào những con số này mà cảm thấy là quá hoang đường, nhưng mà có hoang đường hay không chúng ta sẽ nhìn vào cái phương diện là nếu như mà Bitcoin thực sự được coi như là vàng điện tử và càng ngày càng được nhiều người chấp nhận Bitcoin là một vàng điện tử thì sẽ như thế nào. Và Paul Tudor Jones cũng đã từng nói là điều đáng ngạc nhiên đối với tôi không phải là Bitcoin có cái điểm thấp nhất khi mà so sánh với các loại tài sản khác mà là BTC đã đạt điểm cao như vậy trong thời gian này Bitcoin có điểm tổng thể gần bằng 60% so với các loại tài sản khác nhưng mà có vốn hóa thị trường chỉ bằng 1 trên 200 điểm và nó có khoảng chừng là 66% điểm như là vàng như là một loại tài sản lưu trữ giá trị nhưng mà vốn hóa thị trường chỉ là bằng 1 phần 60 của thị trường vàng có một điều gì đó không đúng ở đây và đó chính là giá của BTC có nghĩa là Paul Tudor Jones nói là BTC thì có cái số điểm dựa theo cách tính của Paul Tudor Jones chúng ta nói tới một lát nữa là cái số điểm của BTC bây giờ là khoảng 66% như là vàng nhưng mà giá trả của BTC thì chỉ là 1 trên 60 khi chúng ta so sánh với lại cái thị trường Bitcoin so với tổng số vốn hóa của thị trường vàng cho nên chúng ta sẽ nhìn vào cái phương diện này là như thế nào Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ Tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà bạn nhận được giá trị trong video này thì bạn đừng quên nhấn cái nút like Và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì trước hết các bạn cái phần nên biết là về cái phương diện thị trường vàng thì trên căn bản không ai biết được là thị trường bây giờ là có bao nhiêu vàng không giống như là BTC các bạn thấy là Bitcoin các bạn có thể lên trong blockchain và có thể là thấy được rất rõ ràng là hiện bây giờ có bao nhiêu đồng Bitcoin đã được đào và mỗi ngày thì có bao nhiêu đồng Bitcoin mới ra đời và cho đến khi nào thì 21 triệu BTC mới đào xong đây là một điều mà các bạn có thể dễ dàng tính ra được khi mà các bạn nhìn vào những tài liệu blockchain tại vì tất cả đều là công khai vàng thì rất là khác các bạn thấy được là bây giờ tổng số vàng trên thế giới người ta chỉ có thể ước tính được và tổng số vàng mà còn chưa được đào ra các bạn thấy là cũng còn rất là nhiều, cũng không ai có thể tính được là dưới lòng đất bây giờ còn bao nhiêu vàng. Tại vì năm nào người ta cũng đào vàng và mình thấy đưa là chẩn đoán là ở dưới lòng đất bây giờ cái số lượng vàng còn lại là khoảng chừng 54.000 tấn tổng cộng. Con số rất là nhiều và thậm chí là nhiều người thì nói là ở trên không trung thì có rất nhiều vàng như là trên những cái thiên thạch thì có rất nhiều vàng trên đó. Và nếu chúng ta có cách để mà lấy vàng thì số lượng vàng thực sự là vô hạn cho nên vàng không có giống như BTC ở một cái điểm đó chính là vàng là vô hạn BTC thì có giới hạn là 21 triệu tổng cộng và sẽ không thể có thằng số đó vàng thì lúc nào cũng sẽ có nhiều hơn đây là cái đặc tính khác nhau giữa vàng và lại BTC nhưng mà dù sao đi nữa vàng có một điểm khác với BTC đó chính là vàng đã có cái lịch sử rất là lâu đời cho nên đã được nhiều người cho là một tài sản lưu trữ giá trị an toàn Và các bạn thấy được đây là cái bản tính điểm của Paul Duda Jones tính những cái loại tài sản như là tài sản chính Các bạn thấy được đây là cái loại mà trong đó chúng ta có stock, có cổ phiếu, có trái phiếu là những cái loại tài sản chính thống Và kế đó là tiền mặt, kế đó là vàng và cuối cùng là BTC thì cái cách mà Paul Portfolio -đi tính điểm thì cũng rất là phức tạp nhưng mà chúng ta sẽ nói một cách đơn giản là ông ta chia ra làm bốn cái cột là cái sức mua hàng hóa và dịch vụ, cứ như là cái giá trị của cái loại tài sản này so với giá trị hàng hóa và dịch vụ trong thời gian dài hạn là như thế nào. đương nhiên các bạn thấy là một loại tài sản mà bị lạm phát liên tục thì cái sức mạnh mua hàng hóa và dịch vụ càng ngày càng giảm xuống, tại vì hàng hóa thì tăng giá nhưng mà cái vật đó lại bị giảm giá. đó là cục đầu tiên. cục thứ nhì là lòng tin vào trong cái tài sản đó là bao nhiêu. À, cái cột thứ ba đó chính là tính thanh thoảng, có nghĩa là dễ dàng mua bán như thế nào và cuối cùng là tính di động dễ dàng di chuyển như thế nào và cái cột kế tiếp cột thứ năm này là tổng số điểm và cái cột cuối cùng vốn hóa này là tính theo là bao nhiêu triệu tổng cộng cái tổng số vốn hóa của cái loại tài sản này thì đầu tiên hết cho mình thấy được là các loại tài sản chính như là cổ phiếu trái phiếu thì các bạn thấy được là cái sức mua hàng hóa và dịch vụ là cái điểm rất là cao là tới 90 Có nghĩa là khi mà hàng hóa tăng lên cái giá trị hàng hóa tăng lên tính theo tiền mặt thì các bạn thấy được là các loại tài sản như là cổ phiếu trái phiếu cũng tăng theo lên Cho nên đây là một loại tài sản mà các bạn có thể là đổi ra để mà mua hàng hóa và dịch vụ trong thời gian dài hạn mà không bị lỗ à, Lòng tin thì cũng rất là cao, các bạn thấy được là lòng tin vào thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ cũng rất là cao bây giờ Tính thanh thoảng các bạn thấy được là 60% có nghĩa là hầu hết những cái cổ phiếu trái phiếu các bạn có thể dễ dàng bán Trên những cái sàn giao dịch và lấy lại tiền của mình rất là nhanh và tính di động thì cũng rất là nhiều các bạn thấy được là các bạn có thể dễ dàng đem cổ phiếu của mình đi bất cứ nơi nào tiền mặt thì các bạn thấy được là cái sức mua hàng hóa dịch vụ là chỉ có 5 điểm thì đương nhiên là tiền mặt bị lạm phát liên tục các bạn thấy được là tỷ phú Warren Buffett từ từng nói là từ khi mà ông ta ra đời cho tới bây giờ thì cái giá trị của đồng đô la so với hàng hóa và dịch vụ đã bị giảm đi hết 95% có nghĩa là các bạn thấy là chỉ còn có 5 điểm so với lại hàng hóa thì ngày càng leo thang thì 100 đô bây giờ so với 5 năm sau so với 10 năm sau thì 100 đô đó càng mua ít hàng hóa ít dịch vụ trên điểm rất là thấp và lòng tin vào tiền mặt bây giờ là 60, 60 cũng rất là cao nhưng mà không cao bằng lòng tin của người ta vào những cái loại tài sản chính như là cổ phiếu, trái phiếu, à, tính thanh khoản rất là cao các bạn thấy được là đồng đô la thì rất nhiều nơi chấp nhận không hết là không chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà rất nhiều quốc gia bây giờ các bạn chỉ cần có đồng đô la là có thể sử dụng được tính di động cũng rất là dễ các bạn thấy được là các bạn có thể là dễ dàng bỏ tiền trong túi để mà đi bất cứ nơi nào vàng là cái tài sản thứ ba mà ông ta so sánh thì vàng cái sức mua là 70% có nghĩa là các bạn thấy được là khi mà so sánh với lại hàng hóa và dịch vụ giá cả so với giá cả vàng trong thời gian dài thì vàng cũng rất là tốt 70 70 điểm so với lại các tài sản chính như là cổ phiếu trái phiếu là 90 điểm thì không bằng nhưng mà cũng là một loại tài sản mà giữ được giá trị lâu dài à, lòng tin và vàng thì rất là cao 85 có nghĩa là còn cao hơn cả tiền mặt và cao hơn cả các loại tài sản tài chính truyền thống và tính thanh khoản là 45 tại vì các bạn thấy được là vàng thì không như là tiền mặt hay là các loại tài sản khác vàng các bạn muốn bán thì nó khó khăn hơn cho nên cái tính thanh khoản của vàng không có cao à, các bạn cần bán một số lượng lớn vàng thì làm sao để bán thực sự mà nói là cũng rất là khó cho nên so với lại tiền mặt hay là các loại tài sản khác như là trái phiếu cổ phiếu thì vàng không bằng chỉ có 45 điểm và tính di động của vàng thì rất là thấp đương nhiên các bạn thấy được là vàng thì rất là nặng và rất là phiền phức cho nên các bạn muốn di chuyển số lượng lớn vàng là một điều rất là khó Bitcoin thì sao? Bitcoin các bạn thấy được là cái sức mua hàng hóa và dịch vụ là 50 điểm có nghĩa là không bằng vàng và cũng không bằng chứng khoán và trái phiếu hiện tại nhưng mà 50 điểm thì rất là cao so với tiền mặt có nghĩa là so với hàng hóa và dịch vụ thì bằng lưu trữ BTC sẽ không bị mất giá lòng tin thì rất là thấp tại vì Bitcoin lòng tin các bạn thấy là chỉ có lịch sử chỉ 11 năm cho nên lòng tin của mọi người về Bitcoin thì không có nhiều đương nhiên so với vàng là 85 điểm có nghĩa là sao tại vì vàng đã có lịch sử mấy ngàn năm cho nên người ta rất là tin tưởng vào vàng và đương nhiên tiền pháp định hay là các loại tài sản như là trái phiếu cổ phiếu thì không bằng vàng à, kế đó thì Bitcoin tính thanh khoản như thế nào Paul Tudor Jones nghĩ là tính thanh khoản là khoảng 50 điểm thì tính thân hoãn là cũng gần như là tương đương với vàng các bạn thấy được các bạn có cái số lượng lớn BTC bây giờ mà cần phải bán thì các bạn bán ở đâu thì thực sự mà nói là cũng rất là khó khăn tại vì các bạn có thể nghĩ là đem lên sàn để bán nhưng mà các bạn giả sử như muốn bán 100 triệu đô la BTC mà các bạn bán lên sàn các bạn sẽ rất là lỗ tại vì các bạn càng bán thì giá càng đi xuống cho nên các bạn cần phải kiếm một người khác có thể mua lại số lượng lớn BTC này mà không làm ảnh hưởng tới giá của thị trường và điều này bây giờ là BTC chỉ là 50 so với lại các bạn thấy là tiền mặt thì ở đâu cũng chấp nhận và cổ phiếu trái phiếu thì dễ dàng bán hơn tại vì cái thị trường lớn hơn có nhiều người chấp nhận mua số lượng lớn, lớn. À, tính di động thì các bạn thấy được là đây là một trong những cái mảng mà BTC rất là nổi bật tại vì Bitcoin các bạn thấy là không có trọng lượng chúng ta chỉ cần là đem theo cái ví cá nhân thậm chí các bạn chỉ cần nhớ cái À, ký tự 24 ký tự các bạn có thể là đi qua bất cứ một nước nào mua cái ví chữ lạnh khác và hồi phục lại cho nên trên căn bản các bạn có thể dễ dàng di chuyển Bitcoin và tính tất cả các số điểm bây giờ thì các bạn thấy được là các loại tài sản chính như là cổ phiếu trái phiếu thì là tổng số điểm là 75 điểm với tổng số vốn hóa bây giờ là 266.000 tỷ đây là thị trường rất là lớn tiền mặt bây giờ có tổng số điểm là 54 với tổng số tiền mặt trên thị trường là khoảng 39.000 tỷ vàng với tổng số điểm là 62 và với tổng số vốn hóa thị trường là khoảng gần như là 12.000 tỷ BTC thì tổng số điểm bây giờ chỉ có là 43 điểm với tổng số vốn hóa là 207 tỷ đô la thì các bạn thấy được là BTC so với lại tiền mặt với lại vàng với lại các tài sản chính thì Paul Jones vẫn nghĩ là cái số điểm thấp nhất khi mà so sánh với lại những loại tài sản này nhưng mà một điều các bạn cần nên thấy ở đây là Paul Tudor có từng nói là ông ta không phải là bất ngờ tại vì BDC có điểm thấp nhất mà ông ta là bất ngờ tại vì BDC chỉ có lịch sử 11 năm mà có thể đã có cái số điểm lên tới là 43 thì Paul Tudor Jones nghĩ là thị trường BDC sau này là tương đương với lại thị trường vàng Tại vì BDC sau này sẽ được chấp nhận rộng rãi như là bộ loại vàng điện tử thì nếu như vậy thì giá BTC sẽ là bao nhiêu? Tại vì các bạn thấy được là BTC bây giờ là vốn hóa quá thấp chỉ có 207 tỷ trong khi là thị trường vàng dựa theo Point the Jones là khoảng chừng là gần như là 12.000 tỷ. Đương nhiên như thường đã chia sẻ là có bao nhiêu vàng trên thế giới chúng ta cũng không biết được nhưng mà nhiều người thì nói là Tổng số lượng vàng trên thế giới là khoảng 9.000 tỷ, nhiều người cho là nhiều hơn, nhiều người cho là ít hơn. À, và chúng các bạn thấy được là chúng ta dựa vào tài liệu được đưa ra từ Paul Tudor Jones thì ông ta cho là thị trường vàng tổng cộng là khoảng 11,9 nghìn tỷ. Thì các bạn thấy được là thị trường vàng là 11,9 nghìn tỷ. Nếu như mà thị trường BTC tổng số vốn hóa mà chỉ bằng 10%, 10% của thị trường vàng thì là khoảng 1,19 nghìn tỷ. 25% của thị trường vàng là 2,9 nghìn tỷ. 50% của thị trường vàng là 5,9 nghìn tỷ và 75% của thị trường vàng là 8,9 nghìn tỷ Thì bây giờ tổng số Bitcoin trên thị trường bây giờ là 18 triệu 469.056 đồng BTC tổng cộng Thì nếu chúng ta tính là BTC là 10% của thị trường vàng thì một đồng BTC bây giờ là phải đáng giá bao nhiêu? Các bạn thấy được là sẽ đáng giá là 64.432. Nếu như mà thị trường BTC chỉ bằng 10% thị trường vàng Kế đó nữa nếu như mà thị trường BTC là bằng 25% của thị trường vàng nghĩa là 1 phần tư của thị trường vàng bây giờ thì một đồng BTC sẽ đáng giá là 161.080 giờ thấy được là ngay cả 10% thôi là con số cũng đã làm các bạn chống mặt là 64.000 đô cho một đồng BTC là một con số mà nhiều người có thể cảm thấy là quá hoang đường tại vì bây giờ chúng ta vẫn chưa có trở lại cái đỉnh cũ chúng ta vẫn còn xây quanh cái mức là 11.000, 12.000 chúng ta vẫn chưa có trở lại 19, 20.000 20 mà bây giờ chúng ta này nói tới BTC là 64.000 nhưng mà tôi chỉ muốn cho các bạn hiểu được cái khái niệm nếu như mà BTC thật sự là vàng điện tử Mà các bạn tin tưởng là sau này BTC sẽ có được một cái thị trường lớn như là thị trường vàng Thì giá BTC thực sự mà nói là 100.000 đô là một chuyện rất là bình thường Các bạn thấy được là chỉ 25% của thị trường vàng thôi là BTC đã lên tới 161.000 đô la trong một đồng BTC Ở cái số lượng BTC hiện tại Phân nữa thị trường vàng các bạn thấy là một BTC sẽ lên tới là 322.000 đô trong một đồng BTC và 75% thị trường vàng các bạn thấy là sẽ lên tới 483.000 đô cho một đồng BTC và nếu như mà thị trường BTC lớn bằng thị trường vàng các bạn thấy được là một đồng BTC có thể lên tới là 644.000 cho một đồng BTC thì các bạn thấy được là trong lịch sử của BTC so với lại cái giá vàng thì chúng ta thấy được là trong thời gian dài hạn thì càng ngày một đồng BTC có thể mua được nhiều vàng hơn Và các bạn có thể thấy là Tuy là chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này Các bạn thấy là có lúc mà BTC đã tăng trưởng rất là mạnh Năm 2017 nhưng mà bây giờ đã trả trở về Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào một cái cách nhìn khác Để Thuần chia sẻ với các bạn để các bạn có thể thấy được Rõ ràng hơn là chúng ta đổi qua cái thua thành pan đi Thì các bạn sẽ thấy được là Khi chúng ta tính theo chỉ là cái mức thấp nhất thì các bạn thấy được là càng ngày thì một đồng BTC càng mua thêm nhiều vàng Cho nên các bạn thấy được là chỉ tính cái mức thấp thôi thì BTC năm này qua năm kia có thể mua thêm được nhiều vàng hơn Cho nên trên căn bản thì trường BTC đang tăng trưởng so sánh với thị trường vàng một cách nhìn khác nữa thì các bạn có thể thấy được là chúng ta có thể à, nhìn vào thị trường BTC so sánh với vàng chúng ta nhìn vào một cái biểu đồ đây là tương tự như biểu đồ mới đây nhưng mà đây là cái biểu đồ Lord remake có nghĩa là tính theo phần trăm tăng trưởng chứ không phải tính theo giá cả thì các bạn thấy được là trong vòng 11 năm qua BTC từ 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 lớn mạnh hơn khi mà chúng ta so sánh với cái thị trường vàng mới Và đây là những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. tôi hy vọng là các bạn cảm thấy đây là những cái thông tin thú vị và các bạn có cảm nghĩ gì thì hãy comment ở phía dưới. Và nếu như các bạn muốn nhận được những thông tin mới nhất đến từ Thuận Capital các bạn hãy theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức đến từ Facebook, Telegram và Twitter. Hay là các bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn giao dịch nào thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital trong đó chúng ta có ưu đãi cho sàn margin fx thăng ký thông qua link hệ cao đồ các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào sàn margin bybit sàn binance các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi đây là một ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital đồ nếu các bạn đăng ký thông qua link binance ở phía dưới video này và các bạn tham gia vào sàn Coinbase và ứng dụng BlockFi và đương nhiên nếu như các bạn tham gia vào giao dịch crypto thì nguy hiểm rất là cao đây là một thị trường mà dao động rất là nhiều cho nên không phù hợp với những bạn nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao cũng như là những bạn nào mà tham gia vào trading margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn cho nên không phù hợp với những bạn nào mà không có kinh nghiệm trading và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn